Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Minicam 23 mô phỏng thành phố bài số 5. Nội dung của mình á là có hai nội dung ha. Thứ nhất á là mình sẽ sơ lược lại cho các bạn một số cách về tối ưu doanh thu cho developer. Và cái thứ hai á là mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nha. Hôm nay sẽ tập trung giải đáp thắc mắc của anh em và cũng như là giới thiệu một số các cơ chế của developer phát triển kiếm tiền làm sao cho nó hợp lý, chứ đừng có như Rantaro mới vô vài bước xong rồi kêu người ta bắt kiếm tiền. Mắc công bị la bị trữ. Đó. Thì chúng ta sẽ có hai nội dung như vậy. Còn ngày mai á, anh sẽ tập trung vào hướng dẫn giống như thường lệ thôi, là cách đăng ký và những cái thời gian các kiểu để cho các bạn điểm lại. Và thứ hai á, là review map của mọi người. Đó, trên màn hình của các bạn xem ha. Thì đây mình có một cái hình. Nó là cái hình gì? Nó là một cái hình để cho chúng ta biết cơ bản của những cái điểm tín dụng và những cái để chúng ta kiếm được lợi nhuận doanh thu ở trong Mini World. Ok, anh em xem thấy rõ cái hình không? Bạn nào bị mờ thì nhớ chỉnh chất lượng lên 1080 nha. Đó, thì đây nó sẽ giải thích cho mình khá là rõ để các bạn hiểu rõ hơn về tất cả những cái thứ cơ bản ở trong Mini World về doanh thu ha. Thì đây các bạn thấy là trong Mini World chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 loại doanh thu khi mà các bạn làm developer. Thứ nhất á, là quảng cáo. Đó, thì nó sẽ là một cái loại chuyển đổi trực tiếp thành tiền tệ, tiền mặt ở trong cái developer mini center của các bạn. Và cái này luôn luôn khuyến khích cho developer sẽ làm cái phương thức quảng cáo này vì nó đang mang lại lợi nhuận cao nhất ở trong cái cách kiếm doanh thu của Mini World. Đó, trigger quảng cáo á, thì chúng ta có thể áp dụng cho cửa hàng vật phẩm trong bản đồ nè, sản phẩm mô hình mini từ thư viện vật liệu nè, và một số các cơ chế như là kích hoạt trong khu vực, kích hoạt trong list vào log, kích hoạt trên vật phẩm trực tiếp. Đó, một lát nữa mình sẽ vô map để mình làm cho các bạn xem. Cái điểm doanh thu thứ hai á, thì chúng ta sẽ là điểm mini. Thì cái này các bạn chắc là quen được thuộc đúng không? Cái điểm mini á, thì nó sẽ là thông qua cái việc, cũng là thông qua việc xem qua quảng cáo thôi, nhưng mà nó sẽ là thông qua quảng cáo gián tiếp, là các bạn sẽ xem trực tiếp trên game để các bạn nhận được cái điểm này. Rồi từ cái điểm này các bạn mới đi mua vật phẩm. Đó, thì nó sẽ là một bước trung gian thôi. Và cái điểm mini này á, chúng ta có thể áp dụng tốt cho cửa hàng vật phẩm ở trong bản đồ hoặc là thư viện mô hình mini. Đó, bạn có thể nhận điểm quảng cáo bằng cách điểm mini bằng cách xem quảng cáo trong cửa hàng skin trên điện thoại nè. Thì đa số anh em chơi điện thoại thì các bạn sẽ rõ cái này hơn đúng không? Điểm mini thì các bạn sẽ quen thuộc hơn. Cái điểm mini này mình cũng thể quy đổi thành tiền mặt ở trong mini center được nha. Với 7.000 điểm mini sẽ bằng $1. Ok. Rồi, cái loại thứ ba sẽ là cái đậu mini. Đậu mini này sẽ không quy đổi thành tiền được, nhưng mà về cơ bản á, là các bạn vẫn có thể làm được nhiều thứ khác mà nó mang giá trị của tiền. Ví dụ như là mở cây trong vườn, mở mảnh thần thú, mở thần thú. Đó, thì nó sẽ không phải là tiền mặt, nhưng mà nó sẽ quy ra được xu mini để các bạn nhận được những cái vật phẩm, skin, các thứ. Thì nó cũng là quy ra thành tiền, nhưng mà theo một cái dạng trực tiếp thôi, là quy thành xu mini để mình mua những cái vật phẩm thôi, đúng không? Rồi, cái tiền tệ cuối cùng là xu mini. Thì cái này á, là một cái kiếm được lợi nhuận nhất trong Mini World. Bởi vì các bạn cần phải nạp vô nè, đúng không? Các bạn cần phải đi nạp tiền đó, thì các bạn mới có xu xong các bạn mới đi mua vật phẩm. Mà cái vật xu này nha, nó quy đổi thành tiền cũng không có nhiều nữa, cho nên là về cơ bản không khuyến khích các bạn sử dụng bán vật phẩm bằng xu mini ha. Thì các bạn chỉ cần quan tâm 3 giá trị. Thứ nhất là quảng cáo, thứ hai là điểm mini, và thứ ba là đậu mini. Hai cái trên thì chúng ta có thể quy đổi thành tiền, còn cái đậu mini thì sẽ quy đổi trực tiếp thành những cái vật phẩm in game. Ok, thì nó là về cái cơ bản mà các bạn cần phải biết trước khi mà các bạn phát triển developer trong Mini World ha. Ok không? Rồi, thì đó là cái thứ đầu tiên chúng ta cần lưu ý. Vậy thì bây giờ nè, làm sao để chúng ta có thể kiếm doanh thu một cách tốt ở trong Mini World bằng cái map của mình? Thì đa số anh em nào mà đã là developer rồi thì các bạn đã hiểu cái cách như thế nào để chúng ta làm một cái trigger quảng cáo rồi đúng không? Anh cũng sẽ nói cơ bản nhanh chóng cho các bạn luôn. Tại vì theo như Rantaro mà giờ này nó không biết, bạn nào mà biết trigger quảng cáo nhưng mà không biết xác định điều kiện thì nó cũng sẽ không kiếm được tiền đâu nha. Thì thứ nhất á, là ở đây các bạn thấy là khi mà chúng ta kích hoạt một cái trigger quảng cáo thì chúng ta sẽ có nhiều cách để kích hoạt ha. Thứ nhất á, là chúng ta có thể kích hoạt thông qua một bạn NPC, đúng không? Kích hoạt thông qua một bạn NPC. Thứ hai, chúng ta có thể kích hoạt quảng cáo thông qua khu vực. Đó. Thứ ba, chúng ta có thể kích hoạt quảng cáo thông qua gì nữa? Thông qua tương tác với các loại khối vuông mà chúng ta set up trong bản đồ, hoặc là login mà chúng ta sắp xếp trong bản đồ để phát quảng cáo. Rồi, thêm một hình thức nữa để các bạn phát quảng cáo hoặc là mua vật phẩm là chúng ta sẽ sử dụng những cái bảng pop-up khi mà người chơi vào khu vực. Thì cái đó thì mình sẽ nói trong cái phần trigger luôn. Thì đó, đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có một số các khu vực, một số các cách thức để chúng ta kích hoạt quảng cáo ha, hoặc là kích hoạt shop.
Thì ở đây chúng ta cũng phải lưu ý thêm hai cái nữa. Là thứ nhất á, là chúng ta sẽ có shop developer. Thì cái shop developer này á, thì không khuyến khích các bạn sử dụng nha. Tại vì shop developer này, theo như khảo sát của Miniworld về cách kiếm tiền ở trong Miniworld, thì cái shop developer mà chúng ta sử dụng cái icon trên đây nè, thì nó sẽ là một cái hình thức kém hiệu quả nhất để các bạn thu hút người chơi mua vật phẩm. Nhiều khi người ta bấm vô, người ta thấy hiện lên cái bảng này, cái người ta ghét, người ta không muốn mua rồi. Đó, kiểu vậy nha. Thì đó là cái mà các bạn cần lưu ý. Ít hạn chế sử dụng những cái shop trực tiếp ở đây, mà chúng ta phải kích hoạt trung gian thông qua NPC hoặc là thông qua vật phẩm khu vực gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại sơ lại một cái trigger về quảng cáo đi ha. Trigger quảng cáo thì đầu tiên các bạn cần phải lưu ý là mình sẽ có hai cái trigger để kết hợp thành một cái trigger quảng cáo. Thứ nhất á, là kích hoạt quảng cáo. Thứ hai á, là nhận vật phẩm. Luôn luôn phải có hai nha. Bạn nào mà đang làm trigger quảng cáo nhưng mà chỉ có một thôi á, thì coi chừng bậy bạ sai nha. Nhận vật phẩm. Ok. Thì hai cái trigger này á, trigger thứ nhất á, là đầu tiên ở phần sự kiện mình sẽ kích hoạt dựa trên những cái hình thức mà hồi nãy mình đã liệt kê. Là khi người chơi lít vào sinh vật nè, hay là khi người chơi lít vào khói tương ứng nè, hay là khi người chơi vào khu vực nè, đúng không? Hay là khi người chơi thực hiện một cái hành động nào đó nè, đúng không? Như là nhấp chuột, hay là thay đổi thanh trạng thái, phím tắt công cụ, vật phẩm. Nhiều cách để các bạn kích hoạt tùy vào từng trường hợp mà các bạn sử dụng ha. Thì ở đây mình sẽ làm đơn giản là khi người chơi lít vào khói đi ha. Là đơn giản nhất, tại vì thường các bạn sẽ sử dụng cái hình thức này. Rồi, khói. Thì đối với cái chức rơ mà khi người chơi lít vào khói á, thì các bạn cần phải cài thêm điều kiện khói vuông chính xác cho nó nha. Nếu như các bạn không cài điều kiện chính xác thì cái map của các bạn sẽ bị chửi lên chửi xuống rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì bấm vào bất cứ cái lock nào thì nó cũng phát quảng cáo hết, và người chơi không thể chơi được bất cứ một cái gì trong map các bạn. Và anh khi mà vô những cái map đó thì anh chỉ có chửi map nhé. Đó, ai cũng sẽ chửi cái map đó nha. Tại vì nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu luôn. Cho nên là lưu ý, đối với cái trigger quảng cáo lít vào lock thì luôn luôn phải kích hoạt điều kiện cho nó. Ví dụ ở đây mình sẽ lít vào cái bàn tay nắm đấm đi, đúng không? Thì nó thứ nhất hành động sẽ là chạy quảng cáo, đúng không? Quảng cáo, phát quảng cáo đồ, cửa hàng lập trình viên, phát quảng cáo. Rồi, thì chúng ta sẽ kích hoạt cái trigger nhận vật phẩm. Còn cái chuỗi ký tự này á, thì nó sẽ là cái tên của quảng cáo của các bạn hiển thị ở trên mini center để chúng ta phân biệt. Là có nghĩa là sao? Ví dụ như ở đây các bạn cài là nhận vũ khí đi, đúng không? Đó. Thì khi mà người chơi bấm vào cái lock này và xem quảng cáo để nhận cái vật phẩm này, thì trên trang mini center của bạn, trang tổng hợp á, nó sẽ cho chúng ta biết là bao nhiêu người đã lít vào quảng cáo của cái nhận vũ khí đó. Hiểu không? Thì cái này nó sẽ giúp cho mình kiểm soát được là trong map mình mọi người đang quan tâm đến cái vật phẩm nào mà chúng ta cần phải phát triển tiếp cái vật phẩm đó, để chúng ta có thể phát triển tiếp cái vật phẩm đó. Các bạn hiểu ý không? Đó, thì cái chỗ này á, nó là một cái tên nhắc nhở, tên gợi, giống như là cái tên để chúng ta note lại là nó là cái quảng cáo nào để chúng ta biết mà phát triển tiếp trong tương lai nha. Ở đây là cái tên thôi, cho nên các bạn cũng không cần quan tâm. Các bạn nhiều lúc nhiều cái map anh để đây là một nè, rồi cái quảng cáo là khác là 2, 3, 4 gì đó. Thì khi vào game, khi vào trang mini center, anh biết là cái quảng cáo cái vật phẩm số 1 này mọi người mua nhiều nè. Rồi lúc này mình phải suy nghĩ xem là tại sao mọi người lại mua cái vật phẩm số 1 này nhiều. Tại vì nó đặt ở cái chỗ dễ thấy, hay là tại vì nó mạnh quá, hay là tại vì nó đẹp quá mà tại sao người ta mua nhiều, để chúng ta có thể tìm những cái hướng phát triển tốt hơn cho cái vật phẩm đó, hoặc là những cái vật phẩm khác cũng sẽ phát triển theo cái hướng đó. Hiểu không? Rồi, thì sau khi chúng ta đã kích hoạt xong như vậy, chúng ta sẽ qua cái nhận vật phẩm. Thì ở cái nhận vật phẩm này á, chúng ta cần phải lưu ý quan trọng là ở phần điều kiện. Chúng ta vào phần phát nè. Chúng ta chọn là phán đoán phát quảng cáo hoàn thành với điều kiện là đúng. Thì lúc này á, quảng cáo này chúng ta mới có tác dụng nha. Còn nếu như các bạn không cài điều kiện ở đây, các bạn để cho người chơi nhận vật phẩm luôn ở đây. Nhận vật phẩm, đó, một cái vật phẩm gì đó là cái tay nắm đấm, đúng không? Ví dụ như mình sẽ cho người chơi nhận cái tay nắm đấm lại, rồi. Mà không cài điều kiện ở đây là coi như cái map của bạn không có doanh thu nha. Tại vì người chơi chỉ cần bấm vô rồi tắt quảng cáo đi, không cần xem hết, thì người chơi cũng nhận được cái vật phẩm này. Cho nên là luôn luôn trong trigger quảng cáo phải có kèm cái điều kiện là khi người chơi phát quảng cáo hoàn thành với phát đoán là đúng, thì lúc này nó mới xác nhận là thằng Rantaro xem hết quảng cáo rồi nè, cho nó một cái nắm đấm đi nhé. Đó, thì lúc này nó mới cho nha. Thì nó sẽ hoạt động như vậy. Thì đây là cái trigger quảng cáo cơ bản mà ai cũng cần phải biết, dù các bạn đã là developer hay chưa là developer nha. Ok chưa? Thì nó cơ bản là như vậy thôi. Thấy có gì đặc biệt không? Đặc biệt ở chỗ là nhiều bạn quên cái này nè. Anh vào một số map thì anh thấy các bạn, đa số các bạn quên cái này. Bấm quảng cáo lên, tắt xong rồi nhận vật phẩm luôn. Đó, hiểu không?
Thì đó là cái cách để chúng ta làm một cái trigger quảng cáo. Rồi, còn về cái comment của Rantaro vừa mới comment, xem quảng cáo xong bị ăn cái đấm, cái nắm đấm, là bị người ta quánh đúng không? Thì về cái việc phát triển của developer khi mà chuyển sang chế độ trò chơi, bạn thấy nè, đó, nó sẽ phát quảng cáo nha. Tại vì hiện tại mình chơi trên PC cho nên nó không phát quảng cáo cho mình, nhưng mà đối với BE là nó sẽ nhận quảng cáo nha. Rồi, thì lúc này các bạn, có nhiều bạn sẽ nói là anh ơi, vậy là làm sao để cho nó tốt được? Tại vì nếu như xem quảng cáo nửa chừng thì người chơi sẽ bị quýnh chết thì sao? Thì cái này nó sẽ quan trọng về cái việc các bạn thiết kế bản đồ thôi. Cái này anh đã nói rất là nhiều trong tất cả các map rồi. Cái vấn đề mà khi mà đối với những cái map PvP tương tác quýnh lộn giữa người chơi với người chơi á, mà các bạn lại để cái khu vực phát quảng cáo nó nằm ở ngoài lộ thiên thì rất là nguy hiểm nha. Trải nghiệm rất ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của game nha. Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy một số các mẫu, ví dụ như là map Hero Tank của anh đi. Thì đây các bạn thấy ha, đây là cái map Hero Tank của mình. Thì đây chúng ta sẽ có cái gì? Những cái khu vực nhận xe bằng cách phát quảng cáo nè. Đó. Thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở trong khu căn cứ của người chơi, giúp cho người chơi an toàn khi mà xem quảng cáo. Nếu như các bạn để những cái vật phẩm này ở ngoài đường đang xem quảng cáo, cái người ta quýnh mình chết, hoặc là mình vừa mới xem xong mình hiện là người ta quýnh mình chết thì sao? Đúng không? Các bạn phải lưu ý nha. Đối với những cái khu vực phát quảng cáo thì chúng ta phải để nó ở một khu vực an toàn để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi khi người chơi đang xem quảng cáo. Ok. Rồi, thêm một số các ví dụ. Nói chung là đa số map của anh đều làm một cách rất là an toàn như vậy. Tất cả map về xem quảng cáo đều sẽ trong một khu vực an toàn để người chơi có thể đảm bảo được cái sự an toàn của họ, để họ an tâm mà xem quảng cáo, đúng không? Tất cả map luôn ha. Tất cả map của anh đều có một cái công thức như vậy để nó mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cũng như là cái doanh thu tốt nhất cho các bạn. Ok. Đây, như cái map này, lâu lắm rồi không chơi cái map này ha. Bữa nào quay video map này đi anh em ạ. Map này hình như tôi chưa quay video lần nào hết. Thì đó, ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những bạn cute cute, con bò, con heo, con ếch gì đó. Thì đó, chúng ta sẽ bấm vào đây để xem quảng cáo nè. Hoặc là vào khu vực để xem quảng cáo. Đấy. Ok không? Thì nó vẫn nằm trong khu vực an toàn nè, để người chơi bảo vệ được tính mạng của họ. Khi họ ra ngoài đây thì mới không an toàn nữa thôi. Đúng không? Thì về cái việc kích hoạt thì hồi nãy mình đã nói rồi ha. Kích hoạt dựa trên PC, chúng ta chỉ cần thay đổi dựa trên cái sự kiện và cái điều kiện thôi. Trong trường hợp mình muốn làm cho NPC đi, chúng ta sẽ vào người chơi, lít vào sinh vật. Rồi điều kiện lúc này của mình sẽ là sinh vật cụ thể, đúng không? Sinh vật nè, chọn loại hình sinh vật nè, sinh vật trong mục tiêu này nha. Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn cái sự kiện với cái mục tiêu này lắm nha. Sự kiện là khi con sinh vật đó nó tự kích hoạt một cái trigger nào đó. Còn mục tiêu là thường nó sẽ được kích hoạt trong người chơi, là mình sẽ quánh vào nó, làm nó là mục tiêu của mình thì nó phải kích hoạt cái gì đó, đúng không? Thì nó mới kích hoạt cái gì đó. Thì lúc này đó là xong. Đối với khu vực thì các bạn cũng sẽ là khi người chơi vào khu vực, rồi chọn một cái khu vực mà chúng ta muốn, ví dụ khu vực 2. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ không cần cài điều kiện nữa, tại vì khu vực nó sẽ xác định riêng theo từng cái khu vực của nó rồi. Đó. Rồi. Thì đó là một số các lưu ý. Tiếp theo á, thì shop developer hồi nãy mình nói sơ sơ rồi ha, thì các bạn sẽ biết là shop developer chúng ta sẽ có một số hình thức như là shop developer là cái này, thì nó là xác định là kém nha, không sử dụng nhiều. Rồi thứ hai á là NPC mà mở ra một cái shop developer như vậy cũng là kém luôn, vì nó là một. Ok, nó chỉ khác cái chỗ kích hoạt thôi, nhưng mà nó sẽ là một ha. Rồi cái thứ ba là shop trực quan, là giống như hồi nãy các bạn thấy, là khi mà mình vào map mình thấy có những cái khu vực lung linh, mình bấm vô mình xem quảng cáo, thì đó là cái tốt nha. Thì cái đó là một cái khuyên dùng. Và cái cuối cùng là cái lời nhắc. Lời nhắc thì thường các bạn sẽ ít sử dụng cái lời nhắc này, là khi mà ví dụ người chơi vào khu vực đi ha. Rồi khi người chơi vào khu vực đi, chúng ta sẽ không phán đoán hay là phát quảng cáo gì nữa, mà chúng ta sẽ phát cái lời nhắc cho người chơi, cái hộp thư thoại á, hộp thoại á. Thì các bạn sẽ vô phần lập trình viên nè. Rồi chúng ta sẽ hiển thị cái cửa sổ mua sắm nè. Đó. Thì cái này cũng là một cái ok nha. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm yếu á, là các bạn cần phải tạo vật phẩm ở trong đây trước, khi mà chúng ta làm cái trigger này. Tại vì nó sẽ gọi cái vật phẩm trực tiếp từ đây ha. Đây ví dụ như cái vật phẩm này bán su mini 10 không? Đậu đi để mua được nè. Đậu nè. Lu nè, đúng không? Thì lúc này chúng ta mới kích hoạt được trigger này. Đó. Chúng ta sẽ kích hoạt được một cái hộp thoại với cái chuỗi ký tự gì đó. Mua tao đi. Làm ơn mua tao đi. À, ok chưa? Ok, thì nó sẽ ok hơn, vì khi mà các bạn vào khu vực đó nó sẽ nhảy cái hộp thoại ra. Lúc này thì các bạn sẽ có những cái phím tắt ở trên màn hình luôn. Đối với PC các bạn chỉ cần bấm Y là nó vô thẳng luôn nha. Đó, nó vô thẳng thanh công cụ luôn nha. Còn trong trường hợp mà các bạn bấm lên đây các bạn mua, tại sao nó kém? Kém là khi các bạn mua xong, các bạn sẽ không nhận được trong vật phẩm thanh công cụ, mà các bạn phải vào kho để các bạn lấy ra. Nó rất mất thời gian và mọi người không ai dùng kiểu đó hết. Cho nên là
cái cách này vẫn là cái cách tốt để các bạn farm đậu ha. Nó sẽ không farm được quảng cáo nhưng mà các bạn có thể farm đậu bằng cái cách này. Ok. Tại vì người chơi bấm một nút thôi là người chơi đủ đậu là nó mua luôn rồi ha. Thì đây là cái cách khuyên dùng, hai cái cách tốt đối với developer mà các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là shop trực quan khi mà những cái vật phẩm nó nằm ở trên bản đồ, giống như là để một cái như vậy xong mà thêm hiệu ứng lấp lánh vô để người chơi bấm vô. Đấy, ghệ kích thích người chơi bấm vô. Và cái thứ hai là cái bảng pop up mua vật phẩm. Tại vì cái này nó sẽ cộng trực tiếp vào cái thành trạng thái thành công cụ luôn. Đó. Thì đó là những cái thứ cơ bản của quảng cáo và phát triển developer. Anh ơi làm sao để nhiều người tải? Đó, nhiều người tải là một cái vấn đề muôn thuở mà ai cũng sẽ có những cái câu hỏi. Thì đây chúng ta sẽ lưu ý một chút xíu, rồi Trường Ngôn thấy rồi để chút xíu nha. Để nhiều người tải thì chúng ta sẽ thông qua cái việc, thứ nhất là các bạn phải tham gia sự kiện, tham gia event, tham gia hoạt động. Thứ hai là các bạn phải quảng cáo bản đồ trong những cái group của các bạn KOL đó. Thì để làm được cái điều đó thì các bạn phải có một cái map tốt. Cho nên quy lại, chúng ta sẽ có các bước cơ bản. Thứ nhất là các bạn phải làm gì? Đầu tư vào bản thân mình bằng việc học hỏi thêm trigger, học hỏi thêm ý tưởng và cách xây dựng bản đồ thông qua minicam. Nhưng mà có thể là mùa này mùa cuối, cho nên là các bạn có thể xem lại những mùa minicam cũ, hoặc là các bạn có thể liên hệ Discord chính thức của Mini World, anh sẽ túc trực trong đó. Thời gian tới anh sẽ túc trực trong đó để anh hướng dẫn và giải thích cho các bạn về những cái trigger và những cái về developer và phát triển bản đồ. Đó. Thì tụi anh sẽ gửi lại những cái link cũ cho các bạn xem. Thì về cơ bản là các bạn phải đầu tư vào bản thân mình, là cái thứ nhất phải nhiều, phải đầu tư vào bản thân mình nhiều. Phải làm trigger mỗi ngày. Tại sao anh được ngồi đây hướng dẫn và giải thích cho các bạn là anh cũng đã từng là một người chơi bình thường như các bạn. Anh từng có những con map không có lực tải nào như các bạn. Nhưng tại sao ngày hôm nay anh lại ngồi được ở đây là do anh tự tìm hiểu nè, anh học hỏi từ các bạn khác nè, rồi anh tự làm nè, anh làm nhiều nè, anh quen nè. Rồi anh sẽ tăng được cái khả năng cao của mình trong việc xử lý và thiết kế trigger trong game. Lúc này thì mình sẽ có kinh nghiệm, thì mình sẽ làm được những cái bản đồ tốt hơn. Sau khi đã có bản đồ tốt rồi, mình làm cái gì tiếp? Mình sẽ tham gia event, tham gia sự kiện. Tham gia sự kiện thì mình sẽ được lên tuyển chọn, nhiều lượt tải, nhiều người chơi, nhiều doanh thu. Hoặc là các bạn quảng cáo ở trong trang developer, hoặc là quảng cáo ở trong những cái group cộng đồng như là hồ các con, hay là hồ gì, làng cà rốt, làng cù gì đó của mấy bạn KOL. Thì các bạn sẽ gửi cái map mình vô, nói anh chị ơi em có cái map này hay lắm nè, chơi thử đi. Thì khi cái map các bạn tốt thì người ta, những bạn KOL đó sẽ chơi cái map của các bạn, quay video lại. Thì lúc này map của bạn sẽ được nổi tiếng, nhiều người biết đến và nhiều lượt tải. Kèm với đó nữa thì các bạn cũng sẽ nhiều doanh thu, đúng không? Đó, các bạn phải lưu ý cái đó. Cái điều quan trọng nhất để được nhiều lượt tải là hãy trao dồi bản thân mình nhiều hơn. Tại vì nếu như các bạn làm hết tất cả các bước như là quảng cáo nè, tham gia sự kiện nè, hoặc là gửi map cho mấy cái người nổi tiếng nè, nhưng mà map các bạn không tốt thì người ta cũng đâu có làm, đâu có chơi, đâu có quay video được đâu, đúng không? Cho nên quan trọng nhất, điều đầu tiên là hãy tìm hiểu, học hỏi và làm map của mình một cách tốt nhất. Đó, đó là cách để cho các bạn có nhiều lượt tải thôi. Chứ các bạn cứ ngồi, anh ơi tại sao em không có nhiều lượt tải, anh ơi tại sao map em không ai chơi, anh ơi tại sao em làm developer rồi mà em không có doanh thu. Thì các bạn phải lật ngược cái câu hỏi đó lại, hỏi bản thân mình, tại sao map của mình không ai chơi hết vậy ta? Kiểm tra nó lại coi sao người ta không chơi, rồi kiểm tra lại coi, đúng không? Ví dụ như map các bạn kiểm tra lại, các bạn so sánh với một cái map khác. Ví dụ nha, anh ví dụ nha, anh là một người không có anh là một người mới như các bạn đi, anh tạo cái map như vậy. Đó, cái map này là cái map bàn tay vàng của anh thì các bạn biết rồi ha. Đó, khi người chơi vào đây bấm vô cái nút này sẽ nhận ngẫu nhiên một cái hiệu ứng gì đó, có thể là an toàn, mất máu hay là qua lượt gì đó. Rồi cái khung cảnh map nó như vậy, đúng không? Khung cảnh siêu đơn giản. Rồi các bạn gửi cái map này vô trong một cái group của bạn Melbel chẳng hạn, thì các bạn nghĩ bạn Melbel có chơi map này không? Đó, chúng ta phải suy nghĩ đến những cái hướng như vậy. Cái map này thì chắc là sẽ chơi đó. Tại vì cái map này, nếu như mà các bạn đã xem video của anh rồi thì các bạn thấy cái map này nó vui cỡ nào, đúng không? Nó là một cái event khá là đơn giản mà nó vui để nhận skin. Thì chắc cái map này vẫn có người sẽ chơi. Ok, mình bỏ qua, mình kiếm cái map khác cùi hơn đi. À, mình sẽ kiếm cái map cùi hơn. Để anh kiếm nha. Ok, ví dụ như cái map này, cái map này là cái map đời đầu của Alien Game. Map đời đầu. Nó là một dạng map PvP. Rồi, hai đội, đội xanh đội đỏ đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại. Thì nó cũng có cái để chơi, đúng không? Nhưng mà nếu như đem cái map này quăng qua một cái bạn KOL, nói bạn ơi bạn chơi thử cái map này của mình đi, quýnh vui lắm. Thì các bạn nghĩ xem là cái map này nó có cái nội dung gì để người đó quay cái video nào không? Và nếu như họ thấy cái map bạn không có tiềm năng, không có quay video, không có nội dung, không có content, thì làm sao họ chơi cái map của bạn được?
đúng không? Có nghĩa là quay lại không có tiền, không có quảng cáo, không có doanh thu. Còn nếu như các bạn gửi một cái map như vậy, anh Mèo Mèo ơi, anh Alan Game ơi, anh Kiro ơi, chơi cái map này của em đi, map này mô hình đẹp lắm, đó, rất đẹp, thì chắc chắn người ta sẽ chơi. Tại vì ít nhất thì nó cũng sẽ có nội dung và nó có hình ảnh cho người ta làm nội dung. Ví dụ như là cái game này, cái content của nó là game đuổi bắt đó, thì mấy bạn KOL sẽ có cái nội dung là à, mình sẽ biến thành con bò nè, bò tót siêu đẹp, siêu lực lưỡng, mình sẽ dí những người chơi khác để mình nhận điểm và mình sẽ là người chiến thắng. À, ok, thì lúc này các bạn sẽ hiểu, ôi tự nhiên tôi dịch chuyển về nhà tôi chơi vậy đó, thì người ta sẽ quay video thôi. Tại vì sao? Tại vì cái map này nó có nội dung và nó có hình ảnh, nó mang lại cái giá trị cho cái kênh của người ta, thì người ta sẽ quay video cho map của các bạn. Thì lúc này khi một bạn nổi tiếng quay video thì cái map các bạn sẽ được nhiều người biết đến, nhiều lượt tải và nhiều doanh thu, đúng không? Quá đơn giản để dễ hiểu mà ha. Làm xe chạy người đi bộ cho giống map giáo viên nào đó được không nhỉ? Được em, nhưng mà cái phần đó nó hơi lắc nha. Thì ví dụ như ở đây mình có một cái thành phố đi, đúng không? Mình có một cái con đường thành phố của chúng ta. Đây, một con đường đúng không? Thì trong cái con đường này á, chúng ta sẽ có ôi cái, đây cái hố này mọi người. Thì mình sẽ có một cái đường đi. Đường đi đi đúng không? Rồi mình sẽ có cái đường đi này á, thì mình sẽ tạo xe. Nhưng mà vấn đề á, là nếu như các bạn muốn làm mấy cái này á, thì các bạn map các bạn sẽ bị lắc nha. Tại vì cái này nó càng tạo nhiều entity là NPC á, đi trên map mà có hoạt động liên tục mà nhiều nữa thì nó rất là dễ bị lắc và lỗi, lỗi trigger khu vực đồ đó, lỗi trigger di chuyển rồi đó. Cho nên các bạn phải lưu ý nha, là chúng ta nếu như các bạn muốn tạo những cái bộ trigger nó mang thiên hướng hiện thực một xíu, là có NPC các kiểu á, thì nó sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề nha. Thứ nhất là map các bạn có đảm bảo được cái độ rộng của tầm nhìn hay không. Tại vì cái tầm nhìn nếu như mà nó thấp quá thì vẫn ảnh hưởng đến cái trigger này nha, nó vẫn sẽ ảnh hưởng nha. Ví dụ như đây là lề đường đi, đây là đường đi đi đúng không? Thì để làm được cái này, đầu tiên các bạn phải có gì? Các bạn phải có NPC. Thứ hai các bạn phải có mô hình của chiếc xe, để các bạn làm xe chạy mà đúng không? Thì đối với con NPC á thì nó dễ quá rồi. Các bạn chỉ cần tạo một cái khu vực ở đây. À, tạo một cái vị trí ở đây. Không phải cái này. Đúng không? À, này khu vực rồi. Tạo một cái vị trí ở đây để tạo NPC. Rồi một cái khu vực ở đây để xóa NPC. Đúng không? Rồi tạo thêm một cái vị trí ở đây nữa để NPC nó đi qua. Đó, thì lúc này các bạn chỉ kích hoạt dựa trên thời gian thôi. Là khi đây, ví dụ như là khi game được tạo đi đúng không? Đây, khi game tạo game đi đúng không? Thì nó sẽ tạo một NPC, tạo một sinh vật bất kỳ tại vị trí bên này, số 6, đúng không? Thuộc một cái team nào đó. Ở đây thì mình phải thêm một khu vực nữa mọi người ạ. Thêm một khu vực ở đây nữa. Rồi, bây giờ khi mà tạo một trigger thứ hai, khi mà sinh vật vào khu vực, khu vực sẽ là khu vực này, số 5, thì sẽ khiến cho sinh vật tự động di chuyển, sinh vật tự tìm đường đến vị trí của đường bên kia là số 7. Rồi khi sinh vật vào khu vực của cái đường bên này là khu vực số mấy? Số 4 đúng không? Số 4 thì sẽ xóa sinh vật trong kích hoạt sự kiện, đồng thời tiến hành kích hoạt trigger tạo sinh vật. Lúc này khi chuyển sang chế độ trò chơi, nhưng mà con này hình như nó không có đang di chuyển, anh đang tắt cái chức năng di chuyển của nó. Để anh mở lên, anh sẽ cho nó di chuyển. Có thể di chuyển nè, tốc độ nè, vào game nè. Đó, nó lỗi hiệu ứng luôn rồi, ok kệ nó đi. Thì các bạn sẽ thấy là khi nó di chuyển qua bên kia, đó, nó biến mất. Ủa, nó không kích hoạt lại nè. Sao nó ở chừng ở tuồng đi bà nội. Ok, à chưa kích hoạt, mình chưa kích hoạt. Đây, kích hoạt số 3, đúng không? Lại nè, khi tạo game nè, nó sẽ đi qua, con NPC nó sẽ đi qua bên đây. Xong rồi nó biến mất, xong rồi tạo con mới. Đó, nó sẽ tạo NPC đi qua đi lại trên đường. Thì cái xe trong map của mấy cái giáo viên kia nó cũng giống vậy. Thì cũng là khi tạo game, xe chạy qua, xong rồi đến cái một điểm nào đó nó biến mất và nó tạo lại xe khác. Trong trường hợp các bạn muốn làm nhiều loại xe hoặc là nhiều loại NPC khác nhau,
thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải làm biến ngẫu nhiên. Là khi con NPC vào khu vực số 4 bị xóa đi nè, thì nó sẽ chạy một cái biến ngẫu nhiên. Và biến ngẫu nhiên là số mấy thì nó sẽ tạo ra con sinh vật tương ứng. Hiểu chưa? Rồi bây giờ quay lại tại sao cái con này bị mất đồ cái đã. Hình như trong map này không có dữ kiện của nó cho nên nó bị mất đồ. Nè nó bị mất kìa. Kệ đi, mình sẽ tạo thằng skin đi cho nó đơn giản nè. Con nào cho nó giống trong đây. Chị bán rau củ. Đó. Thì theo cái cách này các bạn vẫn có thể sử dụng cho xe nha. Hoặc là sử dụng cho những cái gì đó các bạn muốn. Đó, con NPC nó sẽ đi qua. Đúng chưa? Nó sẽ đi trên đường, ngắm cảnh. Vô đó nó biến mất, nó tạo ra con khác. Thì đó là giống cái cơ chế xe trong mắt của giáo viên Indo rồi đúng không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ Alan Game. Ngày mai chúng ta vẫn còn một bài nữa. Bài ngày mai thì cũng như bài hôm nay nha, anh nhắc trước luôn. Ngày mai chúng ta sẽ điểm qua những cái thông tin và thời gian về nộp map. Kèm với đó nữa là review map của các bạn và trả lời câu hỏi. Nhớ ngày mai cũng như hôm nay thôi. Tại vì trong những cái bài cuối cùng này thì mình cũng không còn gì để nói nhiều ngoài cái việc mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những cái câu hỏi đó nha mọi người. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ ngủ thật ngon nha. Có một ngày mùa lễ thật là vui vẻ. Ngày mai thì anh sẽ like sớm một xíu nha. Ngày mai anh sẽ like 6:30 nha. Ok, cảm ơn các bạn.